Mến chào quý anh chị khách hàng và các nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh Nhà Đất Quận 12. Hôm nay em Phúc sẽ giới thiệu cho quý anh chị một lô đất rất là đẹp. Lô đất này dùng để xây biệt thự phố thì rất là tuyệt vời nha quý anh chị. Lô đất của chúng ta là lô đất góc hai mặt tiền đường nhựa và cách đường Hà Huy Giáp khoảng 50m. Và phía sau lô đất của chúng ta là một con sông rất là nhiều tôm cá. Lô đất của chúng ta có diện tích là ngang 5m6 và chiều dài là 15m2. Tổng diện tích là 90m2 và đất ở là 76m. Được chủ gửi bán với giá rất là mềm nha quý vị, chỉ 3.800.000.000. Lô đất của chúng ta thì được chủ xây móng gạch xung quanh rất là đẹp. Góc hai mặt tiền đường nhựa. Từ vị trí này chúng ta ra Hà Huy Giáp khoảng 50m và về sân bay Tân Sơn Nhất qua Gò Vấp khoảng hơn 4km nha quý vị. Lô đất chúng ta nằm trong khu nhà lầu rất là cao cấp. Hiện tại những lô đất đẹp như vậy ở quận 12 bây giờ rất là ít. Nếu quý anh chị quan tâm tới lô đất thì hãy nhanh tay nhấc máy điện thoại cho Phúc theo số điện thoại góc màn hình để được sở hữu lô đất. Từ vị trí lô đất chúng ta có thể nhìn thấy trục đường chính Hà Huy Giáp. Đường vào lô đất chúng ta là đường nhựa, có chiều ngang là 8m, hai xe tải né nhau. Lô đất góc hai mặt tiền rất là đẹp, có sổ hồng riêng, được bán với giá rất là mềm, chỉ 3.800.000.000. Phúc xin nhắc lại, lô đất của chúng ta có chiều ngang là 5m6 và chiều dài là 15m, một cạnh là 14m, được chủ gửi bán với giá là 3.800.000.000. Một lô đất rất là đẹp nha quý anh chị. Góc hai mặt tiền đường nhựa hết và cách Hà Huy Giáp khoảng hơn 50m. Đã được chủ xây móng xung quanh. Nơi đây mà chúng ta về xây một căn biệt thự phố hai mặt tiền thì rất là tuyệt vời. Xung quanh lô đất của chúng ta là nhà lầu không. Lô đất này mà xây một căn biệt thự như vậy thì rất là tuyệt vời phải không quý anh chị? Từ vị trí lô đất này chúng ta ra Hà Huy Giáp chỉ cách có vài căn nhà là đã tới được trục đường chính Hà Huy Giáp. Rất là gần nha quý vị. Video review lô đất đẹp góc hai mặt tiền của em đến đây xin tạm dừng. Quý anh chị nhớ đăng ký kênh để nhận được những khung giá về nhà và đất ở quận 12. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video sau. Nếu quý anh chị muốn sở hữu lô đất thì hãy nhanh tay điện thoại cho Phúc theo số điện thoại góc màn hình nha, để xem trực tiếp lô đất và chúng ta sẽ gặp trực tiếp chủ để thương lượng giá. Giá này chủ sẽ bớt lọc lá cho chúng ta. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video sau. Chúc quý anh chị nhiều sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.